cái đời trước, nó cũng như những cái người bạn quen mình có tạo những cái điều, hoặc là những người hàng xóm của mình thôi, trong cái đời trước nó tạo những cái điều vui buồn với nhau, nó gieo cái nhân quả với nhau đó mà. Sau khi kiếp này nó cái tới thì nó sẽ trở thành là con cái này trong nhà này, để nó mà dai nợ hoặc là trả nợ. Nó ví dụ như đứa con nó hiếu, nó lo cho cha mẹ nó, cha mẹ nó thì lại là không có thương đứa con này, mà hay dường như là không ưa nó như thế này thế khác. Còn không thì một đứa con sinh ra nó phá của cả tài sản mà cha mẹ luôn luôn thương đứa này. Ở đó là những cái mà dai thảo của cái nhân quả của nó, mà trong cái tiền kiếp là hồi là cái kiếp trước của mình nó tạo như thế nào để kiếp này nó sẽ gặp nhau ở trong cái gia đình của mình như vậy, để mà giải tỏa như vậy. Cái này nó tưởng tượng quá, nó tưởng tượng, nhưng mà sự thật ra nó coi như là cái nghiệp đó, nó điều khiển cái ý của chúng ta chứ không phải cái ý. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta lấy cái ý mà điều khiển cái nghiệp, là chuyển nghiệp. Nó rõ ràng bây giờ ví dụ như cái tình cảm mà chúng ta nó khởi lên, nó thương nhớ cha mẹ anh em đi, thì chúng ta thấy đây là cái nhân quả, tức là nó đã chuyển được. Mà chúng ta không thấy nó nhân quả thì chúng ta thương nhớ, thì tức là nó thương nhớ đó là nó cái nghiệp nó đã chuyển cái ý của mình để làm cho thương nhớ. Đó là cái nghiệp nó là chủ cái ý. Còn cái lại bây giờ đạo Phật dạy chúng ta lấy cái ý mà làm chủ cái nghiệp, thì hai cái này nó mới được. Nếu như vậy thì mới có thể nó là tu, mới chính xác, mới giải thoát được. Nó mơ hồ lắm, nhưng mà cái điều kiện chúng ta tư duy suy nghĩ kỹ chúng ta cũng hiểu. Thì con thấy cái thời gian này nó quá dài. Rồi cái đi tái sanh đâu phải là một tái sanh một đâu, rồi một cái hình thức để mà trả, rồi ai mà ghi chép đó nó vô cái cùng rồi mai mốt mình trả lại. Nó bởi vì mỗi cái nó đều thải ra, nó không bao giờ nó mất. Một hành động thiện, một hành động ác của mình thải ra, nó không bao giờ mất nữa, hoàn toàn là nó lưu giữ lại hoàn toàn những cái đó, nó không có mất một cái hề gì, chứ không ai ghi chép nó hết, không có ai mà ngồi đó mà tính sổ ghi chép nó, nhưng mà nó lưu giữ, nó tự nó lưu giữ. Cho nên một cái người mà có cái tưởng mà mạnh mẽ, người ta giao cảm được cái mình đó, người ta nói là không sao, không có sao. Nếu mà nó không lưu giữ thì anh làm sao anh giao cảm được, vì có lưu giữ. Cho nên vì vậy mà anh nói ra, anh phải ra, thì cái từ trường anh không mất đâu. Cho nên đó là nó trở thành cái nghiệp của nghiệp. Nó có hai phần, một phần bị tái sanh, cái nghiệp bị tái sanh, một phần còn luôn giữ. Nó luôn hoài hoài, nó ở trong không gian này, nó có những cái từ trường, nó tham sân si, nó luôn luôn.